Xuân Phái và những họa phẩm của ông là những điểm sáng không thể bỏ qua. Đến với triển lãm nghệ thuật đa phương tiện Bùi Xuân Phái với Hà Nội, những tác phẩm của ông sẽ được giới thiệu với công chúng theo một cách hoàn toàn mới, kết hợp triển lãm với công nghệ với hình thức phóng chiếu 3D mapping. 15 giờ ngày 10 tháng 10 tại Bảo tàng Hà Nội, triển lãm nghệ thuật đa phương tiện Bùi Xuân Phái với Hà Nội chính thức khai mạc, trưng bày gần 200 họa phẩm của cố danh họa Bùi Xuân Phái theo một hình thức hoàn toàn mới, ứng dụng công nghệ 3D mapping và trí tuệ nhân tạo AI. Đây là triển lãm đa phương tiện đầu tiên về tranh của danh họa Bùi Xuân Phái tại Việt Nam do họa sĩ Phạm Trung Hưng, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế và nhóm nội dung của Bảo tàng Hà Nội nghiên cứu thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn CMYK muốn tạo ra một cái trải nghiệm mới về nghệ thuật. Là trước kia thì khi mà xem tranh thì thường là đứng ngắm ở những cái phòng trưng bày im lặng và cách một cái barrier an ninh. Ngắm bức tranh đấy thì thực ra thì đấy là hiện vật thật. Nếu mà như những cái bảo tàng thì đấy là hiện vật. Và ở đây thì là tiếp cận theo một cái cách mới, cái hướng mới, tức là đưa những cái tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Bùi Xuân Phái phóng lớn lên và cho mọi người tương tác, tức là giống như là nhúng mọi người vào. Em vào em xem em thấy là em chỉ nhỏ như một nhân vật ở trong tranh, thì cái cảm giác của mọi người sẽ khác khi mà ngắm một bức tranh ở cái cách truyền thống. Đấy là những cái mong muốn và những cái mục đích mà anh muốn đưa tới cho người xem, cho khách tham quan. Đặc biệt, triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm ứng dụng công nghệ AI Deep Learning, giúp khách tham quan được tương tác với các tác phẩm. Hình ảnh của mỗi khách tham quan sẽ được công nghệ AI tái hiện lại thành những hình ảnh phái sinh theo phong cách của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Đây là một điểm nhấn mới lạ và thú vị, chưa từng có ở bất cứ triển lãm nghệ thuật nào tại Việt Nam. Lịch sử của Việt Nam với những cái di sản có rất nhiều, giống như Hồ Chí đây là rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy tôi cảm thấy rất mong là trong tương lai gần thì những cái cuộc triển lãm như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, và với cái mật độ dù là chuyên đề nhưng mà với cái mật đi làm theo chuyên đề như những cái mật độ nó phong phú hơn và nó có những cái sự quảng bá tới những người dân bình thường biết nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng triển lãm Bùi Xuân Phái với Hà Nội sẽ trở thành một gạch nối giữa nghệ thuật và công nghệ, tạo tiền đề cho sự phát triển của ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật tại Việt Nam.